tăng cường công tác phối hợp triển khai bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2024-2025. Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn. Vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình Chính sách và Cuộc sống hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, công tác giáo dục chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Trong đó, chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là một phương thức quan trọng, hữu hiệu để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên ngay tại nhà trường. Thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế 100% học sinh, sinh viên vừa là động lực phát triển bảo hiểm y tế toàn dân bền vững, vừa là giải pháp quan trọng nâng cao sức khỏe, thể chất người Việt Nam nói chung, thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng vì một nền giáo dục toàn diện. Trước thềm năm học mới, bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất để đón học sinh, các thầy cô giáo trường tiểu học Quỳnh Thanh B cũng đang tích cực lên kế hoạch tuyên truyền tới phụ huynh về quyền lợi bảo hiểm y tế cho học sinh. Tuy đã có nhiều nỗ lực, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế những năm qua chỉ đạt 70–80%. Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Lệ phí của bảo hiểm thì tương đối cao, bởi vì 5–6 đứa con mà đóng mỗi em một cái thẻ bảo hiểm y tế 12 tháng đến năm là tôi tính chừng khoảng là hơn 800.000. Mặc dù bảo hiểm y tế là bắt buộc, nhưng hiện chưa có chế tài xử lý rõ ràng đối với những trường hợp không tham gia. Một số học sinh, sinh viên và phụ huynh vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, mức đóng bảo hiểm y tế năm học 2024-2025 tăng do lương cơ sở điều chỉnh, tạo thêm áp lực lên công tác phát triển bảo hiểm y tế. Năm học 2024-2025 thì nhà trường sẽ có dự kiến rất nhiều kế hoạch trong cái việc là triển khai bảo hiểm y tế. Trong đó thì nhà trường sẽ phối hợp với lại địa phương, các ban ngành đoàn thể của địa phương, rồi tham gia phối hợp với lại các ban ngành giáo xứ của địa phương để cùng tuyên truyền tới phụ huynh về cái luật bảo hiểm y tế cho học sinh. Vì đây là quyền lợi và là trách nhiệm của học sinh trong cái việc thực hiện bảo hiểm y tế. Và bên cạnh đó thì đối với giáo viên thì nhà trường cũng sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên chủ nhiệm trong công tác tuyên truyền phối hợp với phụ huynh về việc triển khai bảo hiểm y tế. Để đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến huyện đã ký kết các chương trình phối hợp với ngành giáo dục đào tạo cung cấp, ban hành các công văn liên ngành, hướng dẫn tổ chức thực hiện và giao chỉ tiêu cụ thể đến từng trường học. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã phối hợp với tỉnh đoàn để xây dựng và triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động các đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh đoàn với vai trò trách nhiệm của mình thì sẽ đưa các cái nội dung chỉ đạo vào trong các cái chương trình công tác đoàn, hội, đội của năm học 2024-2025 cũng như các cái năm học khác để triển khai một cách đồng bộ trong toàn bộ hệ thống của tổ chức đoàn đội. Và theo đó thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp để tổ chức những cái chương trình truyền thông trực tiếp về cái chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để học sinh, sinh viên nắm được về các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cũng như cái quyền lợi của mình khi tham gia vào bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Và cũng như việc để đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong học sinh, sinh viên thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp để tuyên truyền làm sao để học sinh, sinh viên biết đến và cài đặt sử dụng cái ứng dụng là VSSID. Thực tế cho thấy sự gia tăng tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh qua các năm khá bền vững. Hiện tại tỷ lệ này đã tiệm cận mục tiêu 100%, là kết quả của sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Kết thúc năm học 2023-2024, toàn tỉnh đã có 712.157 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 98,7%. Chúng tôi coi phủ kín 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế là một giải pháp hết sức quan trọng. Để đạt được mục tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế, ngành giáo dục đào tạo thực hiện đồng bộ các cái giải pháp sở ban hành, hướng dẫn các phòng dục, các nhà trường về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh. Có cái bảo hiểm y tế học sinh là một nhiệm vụ quan trọng và chỉ tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế là một cái định mức thi đua cho các nhà trường, chỉ đạo các nhà trường tăng cường truyền thống về công tác bảo hiểm y tế học sinh, chủ động linh hoạt tổ chức việc triển khai thu bảo hiểm y tế, làm công tác phối hợp giữa nhà trường với ngành bảo hiểm, với y tế để thực hiện công tác bảo hiểm y tế, giải quyết quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Các nhà trường chủ động kêu gọi sự ủng hộ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, kêu gọi ủng hộ trong học sinh để hỗ trợ một phần cho những bạn có gia đình khó khăn để bảo đảm thực hiện chỉ tiêu 100% học sinh có tham gia bảo hiểm y tế. Chúng tôi cũng đã chủ động rồi tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là phối hợp với các sở ngành triển khai đồng bộ các cái giải pháp ngay từ đầu năm học. Đồng thời với đấy thì Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện chủ động phối hợp với phòng giáo dục cũng như các cơ sở giáo dục trên địa bàn để triển khai cái công tác bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn, tổ chức cái đợt tuyên truyền cao điểm về bảo hiểm y tế học sinh năm học 2024-2025 đến từng cái trường cũng như là từng cái phụ huynh trên địa bàn toàn tỉnh, triển khai các cái ứng dụng như là ứng dụng VSSID để học sinh cũng như phụ huynh thì có thể theo dõi được cái hàn thẻ như là các cái quyền lợi về khám chữa bệnh của mình. Thế nằm ra với các cái giải pháp này thì công tác bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn trong năm học 2024-2025 thì sẽ hoàn thành được cái chỉ tiêu 100% bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Với sự phối hợp chặt chẽ và nỗ lực không ngừng từ các cấp, các ngành, mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đang dần trở thành hiện thực. Đây không chỉ là một nhiệm vụ cấp bách để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ, mà còn là một bước đi quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nền tảng an sinh xã hội vững chắc cho tương lai đất nước. Giai đoạn 2020-2023, hơn 70.000 học sinh tại các xã thôn bản đặc biệt khó khăn ở Nghệ An đã được tiếp thêm động lực từ chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn, theo Nghị định số 116 của Chính phủ. Chính sách này không chỉ mở ra cánh cửa giáo dục cho những em nhỏ vùng sâu, vùng xa và biên giới, mà còn góp phần thay đổi diện mạo giáo dục địa phương miền núi. Sau kỳ nghỉ hè, các em học sinh bán trú của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Keng Đu, huyện Kỳ Sơn đã được tập trung và ổn định nơi ăn ở, bắt đầu tuần bán trú đầu tiên để bước vào năm học mới. Ở bán trú thì vui hơn, có đồng bạn hơn, thầy cô nào đồ ăn cho ăn ngon hơn. Việc ở nhà sao quá, mưa gió thì ở nghỉ. Ở trú thì con vẫn đi học chăm chỉ, mưa gió thì vẫn đi học bình thường. Các cháu ở đây thì chủ yếu là bố mẹ thì đi làm ăn xa, bố mẹ đi công ty, nên là các cháu học sinh là phụ thuộc vào ông bà. Ông bà thì không có thu nhập, nên là cũng rất vất vả. Trường học là có bán trú, có tổ chức ăn uống tại chỗ là cái việc thuận lợi nhất để các cháu đến trường lớp học tập đầy đủ. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Keng Đu, Kỳ Sơn, có hơn 280 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116 của Chính phủ, gồm 15 kg gạo một tháng và tiền ăn, nhà ở. Chính sách này đã góp phần giúp nhà trường làm tốt công tác huy động học sinh đến lớp, hạn chế số học sinh bỏ học, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Tại thời điểm bây giờ thì các em ở đây là đứng còn được hưởng hai cái chế độ. Một là cái chế độ hưởng về chi phí học tập, hỗ trợ chi phí học tập thì một em như thế là một tháng được 150.000. Còn về cái chế độ bán trú là đối với những cái em mà ở bản cách xa trung tâm là phải đến 5 km thì các em được hưởng cái chế độ ăn ở bán trú ở đấy. Và từ khi cái chương trình này thực hiện đó, thì đối với cái học sinh thì các em chăm hơn, rồi là cái chất lượng đào tạo đề tra của các em là ngày càng được cải thiện rõ rệt, bởi vì là các em ăn học ở tại trường. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, toàn tỉnh hiện có gần 130.000 học sinh dân tộc thiểu số, chiếm hơn 14% tổng số học sinh trên địa bàn, thuộc cả 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, với 91 trường chuyên biệt dành cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Song song với các chính sách hỗ trợ giáo dục từ Trung ương, Nghệ An là địa phương tiên phong trong cả nước triển khai mô hình bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số ở cấp tiểu học và đạt được kết quả tích cực. Trong cái điều kiện đồng bào kinh tế miền núi như hiện nay thì cái số hỗ trợ đó nó đúng là quyết định được cái vấn đề là đời sống ăn ở của học sinh. Việc triển khai hiệu quả các chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số không chỉ cải thiện môi trường giáo dục mà còn mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho các em. Đây là nền tảng vững chắc cho tương lai, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền và hướng tới một xã hội công bằng, phát triển bền vững. Chương trình Chính sách và Cuộc sống hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.